Video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tìm thấy đồ ăn trong game Minecraft, nhưng lại được ăn ở ngoài đời thật. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần mình tìm một món đồ ăn bất kỳ trong game thì mình sẽ được ăn chúng ở ngoài đời thật. À, thật không vậy? Theo bạn, Simi sẽ kiếm được bao nhiêu đồ ăn? Đừng quên xem hết video này nha, nhớ nha. Ok các bạn, như các bạn đã tiêu đề hôm nay, mình sẽ thử thách bản thân mình, đó chính là gọi là nếu mình kiếm được đồ ăn thì trong Minecraft thì ngoài đời mình sẽ có món đấy luôn. Ư là trời, thử thách để hơi thú vị nha. Và hồi nãy hình như là chị gái dễ thương cute của mình cũng gọi là đòi thử thách của mình. Yeah, thách ai với thách tôi, cái trò này trời ơi quá là dễ luôn. Ok, và đừng quên xem hết video để quay hôm nay xem kiếm được gì nha mọi người đó. Ok, thì mình nghĩ cái món đầu tiên mà mình nghĩ dễ kiếm nhất thì chắc chắn là chính là táo đó, một thứ không thể thiếu được. Ok, thì bây giờ mình nghĩ mình sẽ chặt gỗ, mình sẽ gọi là làm này làm kia làm nọ nè đấy để mình kiếm ra táo mọi người. Thật sự thì mình nghĩ táo chỉ cần đập gì ta đấy mấy cái vỏ cây nó sẽ đập mấy cái lá cây, đúng rồi, mình sẽ đập lá cây ra đó, chắc chắn sẽ có táo đấy. Món đầu tiên, món khai vị của tôi mà cũng là món tôi yêu thích nhất là mọi người, đúng không? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ cùng bắt đầu gọi là gì ta, hành trình đi kiếm gọi là bé thức ăn đầu tiên của mình nha mọi người. Rồi bé táo mọi người đó. Ok, táo ơi làm ơn ra đi, trời tôi cũng đang gọi đói mọi người. Trong quá trình làm video này tôi cũng đang đói mọi người, ước gì có một quả táo rơi xuống nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi chặt rất là nhiều cây đó để nhất định phải có một trái táo rơi xuống. Tôi mới cần chặt cây được mọi người, không thể gì ta khởi đầu mà không có trái táo ăn được, đúng không mọi người? Đấy, ok, táo ơi please làm ơn hãy xuất hiện trước mặt tôi đi để tôi gọi là ăn quả táo để làm thành tựu đầu tiên mọi người. Tôi cũng đã rất là thèm ăn táo mọi người. Ok, mình không hiểu sao mình phải tạm đống đồ như này. Ok, tôi sẽ đào đá vậy trong lúc mà chờ mấy bé táo rơi xuống đó. Ok rồi, ok ok. Hình như hồi đợt á, mình nhớ hồi trước mình đã từng làm cái thử thách này một lần rồi, đó chính là thử thách gọi là kiếm đồ ăn trong gọi là gì là mini world đó, nên lần này mình sẽ làm trong Minecraft mọi người. Ok, tôi kiếm được gì trong Minecraft thì tôi sẽ có đồ ăn đấy mọi người. Trời đất ơi, nghe vị mùi dễ sợ nhờ. Rồi ok ok, có quả táo cute nào rơi xuống chưa nhỉ? Táo rồi nhỉ. Mấy bạn táo cute có thể xuất hiện trước mặt mình để mình có thể thử thức mấy bạn được không nhỉ? Mình cũng đang rất là thèm mấy bạn đấy, vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao mấy cậu đừng có bỏ tôi nha. Tại sao lại là nhánh cây? Táo của tôi đâu? Where my apple? It is the apple please. Ok, có vẻ vẫn chưa ra táo mọi người ạ. Không được, thành tựu đầu tiên không thể để nó dở dang như vậy được, ít nhất phải có một quả táo rơi xuống chứ, đúng không? Làm ơn một quả thôi cũng được, không cần hai đâu, chỉ cần một thôi cũng được, mình chỉ cần một quả táo thôi, làm ơn một quả thôi cũng được mà, chỉ cần một quả thôi please. Mình không thể để gọi là khởi đầu mình nó lại gì ta, nó lại buồn bã như vậy được. Một quả táo khó đến vậy sao? Ây da, nếu mà không có táo làm sao mình có thể gọi là mở đầu khởi đầu của mình được. No, mình cần táo please. Oh my god, mình đang hơi nghi ngờ. Oh, có thang nè. Yes, ok thôi có thang được, an ủi mình xíu. Có thang thì mình có thể kiểm soát và có thể oh my god, đây có vẻ một cái lỗi khá thú vị mọi người. Ủa gì à? Oh my god, mình đã kiếm được cánh cửa thần kỳ của Doraemon, có thể mình xuyên mọi vật. Ok nha. Yeah. Ok, everything daizobu mọi người. Tôi tưởng tôi đã kiếm được một cái gì đấy. Trời đất ơi, tiếc dễ sợ luôn á. Rồi ít nhất mình đi lên mình phải thấy một quả táo chứ mọi người. Một quả táo chẳng lẽ không, chẳng lẽ khó khăn vậy sao? Yes, một quả táo. Oh my god, ok, chúng ta đã có món đầu tiên là táo nè mọi người, let's go. Ok mọi người, thì món đầu tiên của mình sẽ là táo nha mọi người. Táo đâu rồi ta? Kit. Ok mọi người, đây là quả táo ngoài đời thật nha mọi người. Nó cũng không được đỏ lắm như trong game nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng cắn bé táo cute một miếng thôi nha mọi người. Mình đang đói, rất là đói luôn mọi người. Ok, mời mọi người ăn nha. Ok. Mm.
ngon thật sự của mọi người. Mình rửa táo cho ta. SOS, SOS. Thôi cứ ăn đi nó ngon mà. Thật sự rất là ngon mọi người. Ok mọi người ơi, mới đầu tiên chúng ta đã có một quả táo cute hợp me mọi người. Ok thì mình nghĩ món tiếp theo gì ta? Món tiếp theo thì mình mong là nó sẽ là gì ta? À có thể là bánh mì. À hay là bây giờ mình kiếm một cái khu làng quanh đây nhở? Hoặc là gì ta? Mình cũng không biết nữa. Ơ có đường nè. À lâu mía nè. Ok bây giờ mình sẽ giữ mía để có gì mình sẽ có thể gọi là tạo được bánh mì mọi người ạ. Ý mình là bánh kem. Bánh kem, trời ơi, ai lại bảo bánh mì, trời ơi, nhỏ nào vậy. Ok, ok. Mình nghĩ lúc đầu mình cũng sẽ câu cá, nhưng mà việc mình bắt con cá thật mà để nướng nó thì mình nghĩ nó hơi bắt cười nếu ở ngoài đời thật á mọi người. Ok, chúng ta sẽ... một cái hang rộng. Không, bây giờ mình không cần mai mà mình cần đồ ăn. Một cái làng hả? Là trời, cái gì đây? Ủa sao cái làng nó thiết kế gì mà kỳ công vậy? Là trời, cái gì vậy? Khoan. Ủa sao ở đây một cái cục đá kỳ lạ vậy? Một cái spawn. Spawn. Ok. Vâng, ở đây chẳng có gì cả. Ok, thì mình xin được phép lấy nhà của một ai đấy. Ok. Một cái spawn hay sao? Ok. Tôi phải lên trên đấy. Chắc định trong đó phải có cái gì đấy thú vị mọi người ạ. À mà trước hết là mình cần phải... đào đất để mình cái gì ta đi lên mọi người. Khởi đầu có vẻ được phết. Ok thì hôm nay mình nghĩ mình sẽ ăn những thứ gọi là mình sẽ chế tạo được, thay vì mình sẽ giết mấy bé bò để ăn mọi người ạ. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ đi lên nè mọi người. Trời ơi, cảm giác gọi là gì ta, sắp gặp được một mỏ vàng á mọi người. Ok. Dường như là skeleton mọi người ạ. Oh my god. Ok. Mình có thể lấy chết được. Skeleton. Stop. Ok. Đào ngay lập tức. Đừng có chết chứ. Nào, đi bóng đá chết. Oh my god. Mình sắp chết luôn mọi người. Là trời, rồi xong chưa kịp ăn gì tôi đã biến thành con nhím rồi mọi người. Ok. Cực kỳ nhiều vậy là gì ta, sắc và vàng nha mọi người. Ủa trời ơi, thần tài tới mọi người. Ok, có gì nữa. Lúa nè. Mình có thể chế tạo bánh kem nữa mọi người. Có cả xô nước nữa. Hay à. Ok. Hình như trên này cũng có một cái làng á mọi người. My god. Không sao, mình hơi bị thương nhẹ một xíu thì mình cũng... Khoan, nếu mình có lúa thôi mình có thể chế tạo ra bánh mì mà đúng không? Trời đất ơi. Đây. Tại sao mình lại chế tạo hai cái bàn chế tạo nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Ok. Ok, thành tựu tiếp theo. Bánh mì. À ý mình là bánh mì mọi người. Let's go. Ăn rồi. Triệu hồi bánh mì. Ta la ta. Như thế mọi người, đây là bánh mì ở ngoài đời thật mọi người ạ. Nó không giống trong Minecraft lắm nhờ. Minecraft thì nó sẽ như thế này. Còn cái này chắc là nhiều kiểu mọi người. Ok, đây là bánh mì thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Thì sao nó lại ngon như vậy nha mọi người? Nó ngon quá mọi người ạ. Oh my god, bánh mì ngoài đời ngon quá. Sao nó ngon vậy ta? Trời ơi, cảm ơn cuộc đời cho mình kiếm được lúa mọi người ạ. Oh my god. Rồi, ok, đã có bánh mì cute rồi mọi người ơi. Trời, tôi cảm giác là vừa chơi Minecraft được ăn mọi người, cảm giác thật là sung sướng. Ok, được rồi, bây giờ tiếp theo. Trên này là một cái làng rồi mọi người. Ok, hello everyone, hello dân làng. Pong. Hello. Ôi, lâu rồi mình thấy cái làng nó lạ lắm luôn mọi người. Nó gọi là chập trùng vậy luôn á. Hello anh Golem, hello. Bên này là gì đây? Bên này là lúa nè. Có lúa. Ok, mình nhớ như là sẽ có khoai ấy, mọi người. Hình như đây là cà rốt đúng không? Chúng ta có cà rốt nè.
đừng nói là tôi sẽ ăn này nha. Ê, tôi biết là ở trong Minecraft chúng ta có thể ăn cà rốt, nhưng mà đây là củ cà rốt sống mà sao ăn được. Bây giờ mình phải luộc, đem nó luộc lên chứ đúng không? Mình phải đem nó luộc lên, sau đấy mình phải nấu chín nó. Mình đâu phải là người nước ngoài đâu mọi người. Mình phải ăn nó thật hả? Ôi là trời. Ok, mình sẽ ăn nó mọi người ạ. Nếu nó được luộc chín và nấu chín chứ không phải là sống như mọi người. Và vấn đề thứ hai, mình không phải là một con lừa hay một con ngựa. Trời đất ơi, không hiểu vậy là gì, trời xui đất khiến như thế nào tôi kiếm được củ cà rốt đó mọi người. U là trời, tôi biết cà rốt là ngon nhưng mà không phải để ăn sống mọi người. Ok, mình ước gì mà nói coi. Bây giờ còn cái gì ta? Bây giờ mình nghĩ thứ mà mình chế tạo được là, một là bánh quy, hai là bánh kem. mình nghĩ bánh kem mình sẽ làm được đó mọi người. Bánh kem mình nhớ là 3 xô sữa, vậy là 2 quả trứng, vậy là lúa. Ok, cái này mình làm được, chắc chắn cái này mình làm được. Đầu tiên mình sẽ chế tạo cho mình gọi là đây. Mình có xác mà đúng không? Mình sẽ chế tạo cho mình 3 cái xô mọi người ạ. Đó. Vừa đủ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy sữa và sau đấy mình sẽ ok, mình thấy một con skeleton mọi người ạ. Mình sẽ cần thêm một quả trứng nữa. Ok, trời ơi bánh kem mọi người. Chúng ta cần nước. Mình có đủ sắt không vậy? Bò thì ở dưới một đống luôn. À, khoan, mình coi kỹ coi bên này có. Bây giờ chúng ta phải đi xuống mọi người. Nhưng mà mình thực sự mình rất muốn đi xuống an toàn với mọi người, nhưng mà cuộc đời nó không cho phép mọi người, nó phải bắt mình đi xuống một cách. Ê! Đó, đi chờ đau quá. Ok. Mình cần ăn bánh kem mọi người. Mình thực sự mình cần ăn bánh kem mọi người. Tôi cần bánh kem. Làm ơn cho tôi ăn bánh kem đi, please. Mình đang cần ăn bánh kem, ok. Có gì ta? Có thang mọi người ạ. Ok, mình sẽ đào thang để lấy vật may nha. Ok, bây giờ thứ tiếp theo mình chế tạo là bánh kem mọi người ạ. Đó, ok, bây giờ ở đây có rất là nhiều bò nên mình sẽ lấy sữa từ mấy bạn bò. Hình như hồi nãy là cái chỗ đầu tiên mình spawn á, là mình có rất là nhiều gà. Đấy, hello. Ok, mình đã có 3 xô sữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần kiếm gà mọi người ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm gà, mình sẽ kiếm một quả trứng gà nữa là được mọi người ạ. Mà nhớ hồi nãy có rất là gì đó, có mấy bạn gà. Ồ, trời ơi, cái gì vậy? Một cái hang nữa hả? Dữ thật. Ui, ở đây một cái hang nè. Có sắt nữa. Ok, nói chung là người ta cho mình thì mình lấy thôi đúng không? Đó, ok. Rồi, bây giờ là đúng là hành trình đi làm một cái bánh kem, đúng là mình không ngờ nó lại khó như vậy mọi người. Ok, chúng ta cần là bánh kem chúng ta. Bây giờ mình chỉ cần một quả trứng thôi đúng không? À khoan, từ. Mình thực sự là mình không có nhớ công thức của cái bánh kem á mọi người. Bánh kem mình nhớ search Google. Chúng ta cần không mọi người ạ, chúng ta chỉ cần gọi là gì ta? Một quả trứng, đường và sữa. Oh my god, thật sự luôn. Đúng là cái đứa mà không học thuộc công thức là đây chứ đâu nữa. Rồi ok, bây giờ chỉ cần làm theo công thức này là chúng ta làm được bánh kem đúng không mọi người? Trời ơi, sắp được ăn bánh kem mọi người. Ok. Ok. Ping pong. Ok, chúng ta đã có bánh kem cute rồi. Let's go. Voila. Ok, đây là bánh kem của mình nha, mà nó có chữ I love you nữa mọi người. Tôi yêu bạn mọi người. Nó không được dùng trong game cho lắm bởi vì mình không kiếm ra được mọi người ạ. Ok. Bánh kem. Mời bạn ăn nha. Bánh này hơi nhiều kem mọi người ạ. Ok. U là trời. Nhiều kem lắm luôn mọi người. Nên mình sẽ ăn thêm cái phần bánh nữa, mình không thể ăn hết kem được. Mình sẽ chét lên đây. Đó, làm cái tay gấu mọi người ạ. Ok, và đây. Ta-da, ăn nha. Hơi bị ngon nha mọi người. Đảm bảo ăn này sao mình béo lên mấy chục ký luôn mọi người, nhưng mà nó ngon thật các mọi người. Rất là ngon luôn.
rất là ngon luôn. Rồi, ok ok, nhâm 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 nhâm. Đó, rồi bây giờ chúng ta có bánh kem mọi người. Bây giờ mình có gì ta? Mình nhớ là mình hôm nay mình sẽ quyết định đi kiếm bánh quy và dưa hấu mọi người ạ. Đó, ăn món đấy hơi bị mát nha mọi người. Ồ, còn cái bánh kem nè. Ồ, tiếc quá, nhưng hôm sau mình đã đạt được cái mục đích của mình. Đó, ok, và tiếp theo bây giờ mình nghĩ mình phải đi kiếm mà. Trời ơi, sắc nó sao nó lồi lõm ra đây hay gì trời. Ok, bây giờ mình sẽ muốn kiếm thêm một loại bánh quy mọi người ạ. Nhưng mà bánh quy thì mình phải cần cao cao. Ờ, cao cao vậy là lúa. Ừ, lúa thì mình còn dư hai cái thì mình nghĩ mình sẽ làm được mọi người ạ. Đó. Ok, bây giờ hành trình đi kiếm cao cao của tôi mọi người. Ồ, có lúa đúng không? Trời ơi, thế này sao sợ chết đói nữa mọi người. Trời ơi, một đống lúa nè mọi người. Đó, ok. Chúng ta sẽ lấy lúa để chúng ta làm thức ăn ở trong quá trình chúng ta chạy. Chúng ta sẽ không bị đói mọi người. Đó. Vừa đói trong game vừa đói gọi là ngoài đời luôn mọi người. Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ crafting một chục cái bánh mì cho tôi ăn để tôi chạy qua ngày với mọi người. Đó, ok ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có đủ là thức ăn cho việc là hành trình đi kiếm cao cao mọi người ạ, để chế tạo bánh quy. Ok, thì bây giờ cái hướng này là hướng nhà mình nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm cao cao mọi người ạ. À đúng không? Bánh quy là cần cao cao với lúa đúng không ta? Mình nhớ vậy mọi người. Ok, mình nghĩ mình có cần một cái thuyền không ta? Hình như là mình nghĩ mình sẽ cần đó mọi người. Đấy, trời ơi, hành trình đi kiếm đồ ăn nó gian nan cỡ vậy luôn mọi người. Đó, ok. Ta da, ok. Tạm biệt mấy bé gà thân yêu nha, chị đi kiếm đồ ăn của đời chị đây. À, tình yêu của đời mình nha mọi người. Ta da, la 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 la. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm. Ôi, hello mấy bạn cá. Mấy bạn cá ngăn cản mà không cho mình đi kiếm đồ ăn mọi người ạ. Ô là trời. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm cao cao. Đấy, mình mong là chúng ta sẽ kiếm được một cái rừng nhiệt đới mọi người. Mình cũng không biết cái rừng đấy là gọi tiếng Anh là gì, jungle hay là gì mình chẳng biết nữa. Đấy, ok, mình sẽ đi hết con đường. Đấy, ôi, mình cảm giác mình có thể nhìn xuyên được mặt nước đó mọi người, nhìn hay dễ sợ luôn á. Rồi, ok. Mình mong là chúng ta có thể kiếm được một cái jungle ở đây, một cái rừng nhiệt đới đi, cho mấy bạn dễ hiểu cái rừng đấy nó rất là màu mỡ mọi người. Đấy, ok, mình mong mình sẽ kiếm được. Ủa, không chui được hả? Tiếc hả? Đây, 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 đây. Tôi đào được. Đó, ok. Ở đây không có hả ta? Tiếc nhờ. Ok, bây giờ mình sẽ đi bộ vậy mọi người. Bây giờ chỗ này, vẫn còn nước, vẫn còn nước. Tôi cần bánh quy, tôi cần dưa hấu. Mình nhớ không nhầm là ở chỗ vậy là cái chỗ mà mình kiếm bánh quy á thì nó cũng sẽ có dưa hấu luôn, bởi vì cái đường nhiệt đới mà. Đấy. Ok, có vẻ chúng ta vẫn chưa kiếm được mọi người. Ok, chúng ta sẽ đi bộ vậy. Ok, hello. Có ở đó không? Khoan, khoan, khoan. Rừng nhiệt đới đúng không? Ồ, trời mưa rồi. No. Ồ, rừng nhiệt đới rồi. Yes, ok. Vì miếng ăn tôi mặc kệ. Tôi dầm mưa gọi là giải nắng luôn mọi người. Vừa đáng sợ à. Oh my god, rừng nhiệt đới nè. Ok, ok, ok. Sao tôi cảm giác đáng sợ vậy mọi người? Cũng cảm giác sẽ có gì thật tối mọi người. Oh my god, vâng. Để kiếm miếng ăn CP phải lăn lộn gọi là bão tố phong ba mọi người. Rừng nhiệt đới nè. Ở đây có cao cao không ta? Mình nghĩ đây phải có cao cao chứ nhở? Có không? Hello. Đây phải có cao cao chứ nhở? Cao cao nè. Yes. Ok 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 ok. Ở đây có cao cao mọi người. Ok. Trời ơi, ngon lành cành đào. Xin một miếng cao cao nhá. Đó. Ở khoan, nếu mà có cao cao thì không biết có dưa hấu không ta, bởi vì mình nhớ chắc chắn là trong cái khu rừng này kiểu gì cũng sẽ có dưa hấu. Đây không có dưa hấu thật hả? What? Mình kiếm được cái làng ở dưới nước nữa hả? Đỉnh vậy. Ok các bạn, và chúng ta đã kiếm được cao cao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo ra thôi. Ok, bây giờ mình phải vô một chỗ rồi đấy. Mình trú tạm được mọi người. Mình thấy lạnh lẽo quá. Rồi ok. Mình còn lúa ta. Mình nghĩ mình sẽ xin mấy bạn dân làng một chút lúa nhá. Mình chỉ muốn chế tạo ra bánh quy thôi mọi người. Và mình sẽ tắt một tiếng mưa đi một xíu để nó làm các bạn ồn. Đấy, ok. Ok, ok, lại quăng bừa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng chế tạo bánh quy cho mọi người. Đây. 8 bánh quy luôn mọi người. Ok. Let's go.
đây các bạn. Và ta lan tan. Đây là bánh quy ngoài đời thật nè mọi người. Trời ơi, cũng giống trong game dữ ha, nhìn nè. Hơi bị giống, mình nghĩ là trong tất cả các gọi là cái gì ta, đoan của Minecraft ở ngoài đời thì cái này mình nghĩ là chắc là cũng phải giống cỡ 90% á mọi người. Ok, và mọi người ăn nha. Ngon thật không mọi người? Wow. Ngon quá. Ok mọi người, và sau một lúc chúng ta đã ăn xong thì trời cũng tối luôn mọi người ơi. U là trời. Ok, và mình nghĩ chúng ta sẽ mình vẫn sẽ cố gắng, mình không thể bỏ cuộc được. Mình phải tìm mình phải kiếm được dưa hấu mọi người ạ. Mình không thể gọi là gì ta, một ngày hôm nay mình không kiếm được dưa hấu được. Mình phải ăn dưa hấu. Ok, con creeper nó lại nhìn mình rồi. Ok ok ok. Vậy là mình không ăn được dưa hấu sao? Thôi tôi sẽ đi ngủ. Hình như là ai cũng có giường mọi người. Có ai cho tôi một cái giường được không? Một cái thôi cũng được mà. Chúng ta có thể chia sẻ giường được không hả? Đôi lúc tôi chỉ muốn ngủ thôi á mọi người. Mình không thể phá hoại giấc ngủ người khác được. Như vậy là một người xấu mọi người ạ. Các bạn hãy nhớ rằng ai cũng có giấc ngủ riêng mà. Ngày mới nào và chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc đi kiếm dưa hấu mọi người ạ. Mình không tin là mình đã kiếm được bánh quy, mình không kiếm được dưa hấu mọi người ạ. Dưa hấu nó trong rừng này chắc chắn phải có. Mình thấy các bạn luôn theo kinh nghiệm gọi là chơi Minecraft gọi là gì ta, mấy năm trời của mình dù mình chưa giết được con rồng Ender Dragon, nhưng không sao, mình vẫn nhớ chắc chắn trong này phải có dưa hấu mọi người ạ. Dưa hấu của tôi đâu? Sao tôi còn creeper vậy? Mình muốn ăn dưa hấu. Chỉ cần dưa hấu xuất hiện trước mặt mình sẽ kết thúc video ngay tại đây luôn mọi người. Tôi cần dưa hấu mọi người ạ. Tôi cần cái quả dưa hấu mọi người. Yes! Wow! Thế nó đợi cạnh mình luôn mọi người. Mình kiếm từ đêm hôm qua trừ luôn á mọi người. Ô là trời, vào đây. Ở dưới là mọi người, đây là dưa hấu. Và chúng ta sẽ ăn dưa hấu thôi. Let's go. Ok mọi người, đây là trái dưa. Ủa, tôi nhớ là trong Minecraft tôi đập vỏ này ra rồi mà tại sao bây giờ nó còn nguyên trái vậy? Đừng nói bắt tôi cạp cái vỏ đó mọi người. Alo, hiện tại thực sự mình không có dao mọi người. Sợ răng mình cũng không thể nhỏ tới mức mà có thể cạo cái dừa này bằng răng được. Vâng, sau 7749 tiếng mình đi tìm quả dưa hấu vào đây. Nó cho mình đúng quả nghĩa, đúng nghĩa quả dưa hấu mọi người. Sao không ăn được hả? Ok, tổng kết lại thì trong tất cả các món mình ăn thì mình thấy món nào cũng rất là ngon, trừ cà rốt sống mọi người ạ. À không phải là sống mà chỉ là mình thích ăn cà rốt gọi là gì ta, luộc hơn mọi người, chứ nó cho nguyên quả mới giật lên vậy thì cũng nó hơi kỳ mọi người đấy. Ok các bạn, thì các bạn thấy trong tất cả các món ăn hồi nãy mình vừa ăn thì các bạn thích món nào nhất các bạn cũng được comment lượng phí cho mình biết nha. Mình thì mình vote thì mình khá thích bánh mì và bánh kem mọi người, nên mình nghĩ mình sẽ chọn bánh mì cho thân thiện ha. Đấy, ok thì các bạn đừng quên nhấn subscribe và like và bình luận phía dưới video này nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo. Và ok, nếu mà Sam đã thách mình rồi thì bây giờ mình sẽ chính thức thách Kyron. Nó Kyron, không biết Kyron có quay video này không, nhưng mà yes, người tiếp theo tôi thách đó chính là Kyron mọi người, để quay ông có làm được cái gì không. Ok, quả dưa hấu này xin chào tạm biệt mọi người, bye bye. 1